JK Audio nghe chưa đủ thấy xác tin. Vâng, đó là một cái lọc Sề Pioneer mã là EQ1802 về với anh Lương ở thành phố Thanh Hóa. Anh Lương cách đây khoảng tầm nửa tháng anh có đặt bên Zikao đưa một cái vang cơ lai số mang hiệu WeWood mã là KM8FX thế hệ mới. Hôm nay anh có quay trở lại với Zikao đưa trong một thời gian rất ngắn, anh đã lấy cho mình thêm một cái lọc Pioneer mã là EQ1802. Vâng, thì cái nhạc mà em vừa so sánh cho các bác đó là cái sự tái tạo của cái lọc Pioneer EQ1802 bởi các cần gạt gồm 20 cần gạt một kênh, tái tạo rất là chi tiết cho chất âm nhạc rất là sáng sạch và lưng giải âm lên rất là tốt. Và đây là hàng mới đảm bảo 100% và có sự bảo hành 1 năm và đổi mỗi một đổi một trong tháng đầu cho anh Lương nhé. Và bên em đang kết nối rất là nhiều thiết bị. Vâng, anh cũng có thiết bị giống như của em thì bên em cũng đang test. Vâng, cái lọc có thể hỗ trợ cho rất là nhiều thể loại dàn khác nhau, từ âm ly, từ vang, lưng tiếng. Đó thì bên em đang kết nối với lưng tiếng. Vâng, thì cái này cũng khá là dễ. Tuy nó nhiều nút chỉnh thôi nhưng khá là đơn giản. Đầu tiên nút nguồn, sau là những chế độ các cổng tín hiệu vào, DVD, tape, tuner, AUX, đó là 4 chế độ tín hiệu đầu vào. Anh cắm ở cổng nào phía đằng sau thì anh có thể ra đằng trước, anh chọn tín hiệu đầu vào đúng với kênh đằng sau thì là tín hiệu sẽ đi cho đi qua. Và chế độ EQ này phải bật lên nhá, EQ đây phải đỏ này. Đó thì nhạc mới được xử lý bởi 40 cần gạt của cái lọc Pioneer 1802. Vâng, bây giờ em thử tắt của anh đi nhá. Vâng, đây là nhạc em tắt đi đấy ạ. Vâng, nhạc rất là bí tôi tiếng vì nó không đi qua, nó không được xử lý bởi cần gạt, vì thế là nhạc nó bị thấp xuống rất là nhiều. Chúng ta nghe chúng ta phân biệt được luôn ạ. Vâng, em bật lên này. Đó, là so sánh luôn để cho anh Lương anh so sánh nhá. Vâng, và bên em có một cái món quà chuyên, đó là một cái áo mưa của JK Audio được in hình logo ạ. Vâng, thì bên em sẽ đi kèm với sản phẩm của anh, và bên em tặng cái dây AV để anh kết nối chuyển xuống âm ly nhá, chuyển xuống vang. Bên em đều tặng dây jack đi kèm. Em tắt đi đây, nhạc không đi qua EQ đi ạ, không đi qua lọc xì, nó rất là tối tiếng. Vâng, ra cho đi qua đó, anh nghe rất là sạch. Anh cứ đóng. Vâng, bên em đang đóng hàng để chuyển xa đi ạ. Vâng, một chút B3815 Plus rất là to, 340. Rồi còn tiếng băng dinh tí nhưng không sao. Thì cơ bản cái lọc Pioneer 1802 của anh Lương hoạt động rất tốt nhá. Vâng, sẽ để xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng ạ. Rồi, cho cùng em chúc anh Lương và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.